Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11 NQCP ngày 14 tháng 2 năm 2020, trong đó có việc kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là hàng nông sản. Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2020, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhằm tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2020, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ ngày 5 tháng 2 năm 2020 đến nay, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện thông quan được 7.048 xe, trong đó xuất khẩu 3.369 xe, nhập khẩu 3.679 xe. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2020 đạt 360 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt gần 210 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID đã ảnh hưởng không nhỏ đến kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Theo đó, tháng 1 giảm 40%, tháng 2 giảm 60%. Hiện tại, 3 cửa khẩu đã được phép mở cửa, nhưng đến nay Lạng Sơn còn tồn 526 xe chở nông sản chưa được thông quan. Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc thực hiện một số chỉ tiêu gặp khó khăn. Cụ thể như tổng số thu ngân sách trong 2 tháng đầu năm giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 706 tỷ đồng, đạt 11,5% dự toán. Lượng khách du lịch giảm mạnh, chỉ có 380,2 ngàn lượt, giảm 58,3% so với cùng kỳ. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ Công Thương trình Chính phủ cho phép thực hiện thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu phụ còn lại tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn sau khi phía Trung Quốc mở cửa chính thức. Cửa khẩu Tân Thanh bên Trung Quốc ấy, thì cả Hữu Nghị, cả Cốc Nam, cả Tân Thanh bình quân một ngày có thể đưa vào khoảng trên dưới 1.000 xe ô tô của ta xuất khẩu sang bên đó. Và cái lượng người lao động ở Việt Nam sang bên Trung Quốc chiếm vào khoảng 85%. Cho nên bây giờ Trung Quốc đang rất là thiếu người lao động cũng như bốc xếp. Cho nên họ đề nghị cái này thì chúng tôi cũng đang đề xuất với Trung ương. Vấn đề thứ hai nữa, anh Thượng báo cáo rồi nhưng tôi nói thêm là ở đây thì các cửa khẩu phụ như tôi vừa nói là hiện nay là cái lượng hàng tồn đọng ở các cửa khẩu phụ. Trong đó là Bình Nghi này, Na Hình này, Nà Nưa này và Bảo Lâm. Đây là các cửa khẩu phụ chủ yếu 100% là xuất hàng của ta đi. Không có nhập hàng về, báo cáo như vậy. Thế thì không có dạy gì chúng ta lại đóng cái cửa khẩu này cả. Bởi vì sao? Bởi vì là hàng của chúng ta xuất đi mà tất cả các cửa khẩu này thì đều là phương tiện Trung Quốc sang bốc xếp hàng ở Việt Nam. Cho nên cái phòng chống dịch của chúng ta là yên tâm. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, sau khi đi khảo sát công tác phòng chống dịch cũng như hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị, Bộ trưởng đánh giá cao sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh cũng như ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn cho người dân, doanh nghiệp. Phải nói là Lạng Sơn các đồng chí cũng rất chủ động, năng động và rất tích cực, rất có trách nhiệm. Và như chúng tôi đã nhìn nhận là các cái biện pháp các đồng chí làm người trong thời gian qua rất là đúng và có trách nhiệm. Chúng tôi rất ủng hộ trong cái giải tỏa những cái khó khăn vướng mắc để lưu thông hàng hóa nó mạnh mẽ hơn nữa và tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy thương mại của chúng ta. Và chúng ta phải đẩy nhanh, phải làm mạnh để giảm bớt cái tác động thiệt hại. Nhưng đồng thời sau cái dịch bệnh thì có cái cơ hội để bứt phá hơn nữa, để bù lại cho những cái giai đoạn mà chúng ta đã bị tác động tiêu cực, ảnh hưởng không tốt cho đến các cái mục tiêu tăng trưởng của chúng ta và cả những cái phát triển kinh tế thương mại của chúng ta ở cả nước cũng như ở tại địa phương. Thế nhưng mà cái điều chúng tôi cho rằng là thế này, là chúng ta giải tỏa hàng hóa của các cái hình thức mà thông quan ở tại biên giới, cho dù đó là kể cả chính ngạch hay là tiểu ngạch, nhưng mà thương mại của cư dân biên giới là cũng rất cần đang phải làm, bởi vì nó là một cái nội dung rất quan trọng mà để đảm bảo là giải tỏa được những cái áp lực đang lớn, rất lớn hiện nay của cái đặc thù của các cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Thế nhưng mà không thể có câu chuyện mà chúng ta cứ mãi mãi tiếp tục ở cái này và chúng ta rất bị động như thế này. Và chính vì vậy thì các đồng chí bên cạnh cái việc là đề nghị cho mở thêm các 4 cái cửa khẩu phụ mà các đồng chí đang đề nghị, chúng tôi vẫn cho rằng là chúng ta phải tiếp tục là có cái cầu nối và có cái kế hoạch làm việc mang tính trung hạn và dài hạn với các địa phương, với các ngành sản xuất để thống nhất chung với Chính phủ là chuyển đổi các cái cơ cấu thương mại với Trung Quốc sang hình thức mà nó theo chính ngạch và phù hợp để đảm bảo cái tính bền vững của chúng ta. Về những đề xuất kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có thể chỉ đạo kịp thời trong việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh.